À, câu này hơi ngắn. À, tư sư cho con hỏi một vị tỳ kheo khi đi khất thực thì theo luật có nhận tiền hay không? Câu trả lời nó đơn giản, tức là không có nhận tiền. Không có nhận tiền. À, và nếu như mà một người đắp y mà đi khất thực mà không nhận tiền thì chúng ta biết rõ là đó là một vị tỳ kheo thiệt. Còn có nhận tiền thì để qua một bên. Và sư một lần nữa sư tha thiết sư nói rằng muốn cứu cái Phật giáo Việt Nam ở cái mảng là khôi phục lại cái truyền thống khất thực của chư Phật ba đời mười phương, đó là một cái việc rất là lớn. Thì sư quỳ sư đảnh lễ từng vị tỳ kheo làm ơn làm phước đi khất thực, đừng có nhận tiền giùm một cái. Khi quý vị làm được chuyện này, tự nhiên tự khắc cái nạn giả sư khất thực không còn nữa, và người ta sẽ không bao giờ thắc mắc đây có phải là một vị tỳ kheo hay là không. Quý vị biết cái nghiệp mà nó cản một vị tỳ kheo đến khất thực, cái nghiệp nó nặng vô cùng, nghiệp nặng không thể tưởng tượng được. Thời xưa đó, một vua gì ta, là ba ruột của bà Gia Du Đà La cản Đức Thế Tôn đi khất thực ấy, mà 7 ngày sau là phải rơi xuống địa ngục. Còn Ma Vương ấy, cản Đức Thế Tôn đi khất thực, cản lần đầu tiên thì do cái phước cho nên chưa có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà nếu như Ma Vương cản thêm một lần thứ hai thôi là ngay lập tức là Ma Vương đi xuống địa ngục. Cho nên cái chuyện mà cản một vị tu sĩ đi khất thực, cái nghiệp nó rất là nặng. Mà cái chuyện mà những vị tu sĩ mà cố tình ôm bát đi khất thực nhận tiền để mà dẫn đến một cái hệ quả là chư tăng từ đó trở đi không còn đi khất thực được nữa, cái nghiệp đó nó nặng vô cùng. Cho nên sư tha thiết làm ơn làm phước, nếu như mà quý vị đi khất thực làm ơn làm phước đừng có nhận tiền dùm. Rồi, cái thời vấn đáp ngày hôm nay đến đây là hết.